Ban Quản lý Dự án 2 vừa trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường nối quốc lộ 34 với quốc lộ 3 có chiều dài tuyến khoảng 8,6 km. Đại diện Ban Quản lý Dự án 2 cho biết dự án nhằm hoàn thiện các hạng mục còn lại chưa thi công trên tuyến, đồng thời bổ sung một số công tác khắc phục các hạng mục đã được thi công bị xuống cấp do ảnh hưởng của thời tiết cũng như quá trình đi lại vận chuyển vật liệu khai thác của người dân trong khu vực, đảm bảo điều kiện phát triển và tạo thuận lợi sinh hoạt cho người dân trong khu vực. Theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án 2, dự án có quy mô xây dựng là đường cấp 3 miền núi. Riêng đoạn tuyến từ km số 6+200 đến km số 7+523,95 theo quy hoạch đường nội thị thành phố Cao Bằng. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 586 tỷ đồng, tuy nhiên giá trị khối lượng thi công đã hoàn thành đạt 236,4 tỷ đồng, vượt 59 tỷ đồng. Như vậy, số vốn đề nghị bổ sung là 409,3 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nếu được thông qua, dự án sẽ có thời gian thực hiện là từ năm 2021 đến năm 2025.